Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C. Đó chính là chiếc xe Kia Forte phiên bản SX quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này đã lăn bánh được 9 vạn km rồi quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe Kia Forte 2013 này, chúng tôi đang bán với giá là 350 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte này ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Kia Forte 2013 màu vàng này quý bạn nhé. Trước tiên thì nhìn về cái phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe đây quý bạn này. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì thì quý bạn xem nhé. Quý bạn hãy xem cho tôi về cái phần nước sơn thì chúng ta sẽ nhìn một cái góc chéo ở cái phần sườn bên lái này đây ạ. Tuy nước sơn cũng đã sơn rồi nhưng nó chỉ bị xước sát mà sơn thôi, chứ không phải bị đâm đụng hay là tai nạn. Nếu như đâm đụng hay là tai nạn sơn lại thì cái nền nó không bao giờ được phẳng, được căng, được nét như cái nền này quý bạn nhé. Đây là cái phần nền của bên lái này, và bên đây là cái phần nền của bên phụ cũng như vậy quý bạn ạ, cũng đã sơn rồi nhưng mà do xước sát mà sơn thôi. Với những cái vết xước sát như thế này thì những chiếc xe chạy ở Hà Nội thì không bao giờ tránh khỏi được quý bạn ạ. Đấy, và nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy đây ạ, Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte này từ những cái giải đèn led ban ngày này, đèn led ban ngày đây quý bạn nhé. Khi chúng tôi đang bật xi nhan thì nó sẽ chuyển thành đèn xi nhan, còn nếu như tắt xi nhan là nó sẽ đèn led ban ngày, ánh sáng trắng quý bạn nhé. Phía bên dưới là đã được trang bị là cụm đèn gầm rồi này, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, rất là mới. Từ cái mặt ca lăng, phần chữ này, logo này, mặt ca lăng này, đến lưới tản nhiệt này đều rất là đẹp quý bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Quý vị các bạn đi mua xe cũ thì cứ xem thật kỹ cho tôi về cái phần đầu và phần đuôi, bao giờ là những cái phần đầu và phần đuôi là những cái phần hay bị đâm đụng, hay bị va chạm nhất quý bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị là cái bộ la răng đúc. Bộ la răng đúc này ở cái form mới rồi các bạn này, cũng giống như những chiếc ca lăng của những chiếc xe Kia K3 các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương rồi. Bản này là bản đủ các bạn nhé, đã được trang bị đầy đủ cả cửa nóc. Đấy, nhìn về cái phần đằng sau thì quý bạn thấy đấy ạ, cái cụm đèn hậu cũng còn rất là mới này. Cụm đèn hậu chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là không bị xước sát gì đâu các bạn nhé. Còn rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái cụm đèn hậu này. Phiên bản Kia Forte, phiên bản SX các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị sẵn camera lùi nguyên bản theo xe này, đầu màn hình và camera nguyên bản này. Camera này là camera nguyên bản nhé, không phải là camera lắp thêm này. Phía bên dưới là cái cảm biến lùi các bạn này. Cảm biến lùi này cũng là cảm biến lùi mà Kia cũng đã trang bị sẵn cho chiếc Forte 2013 phiên bản SX này rồi các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, bấm tay kể cả cánh cửa bên lái và cánh cửa phía trước bên phụ cũng được là bấm tay để mở cửa này. Phía bên trên là cửa sổ nóc này. Chủ xe cũng đã lắp thêm những cái vè che mưa này rồi các bạn nhé. Đây là những cái option mà chủ xe lắp thêm này. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương đầy đủ cả rồi các bạn nhé. Đấy, đăng kiểm thì còn dài, đến tận cuối năm 2023 này cơ. Nhìn về cái phần ngoại thất, cái phần thân vỏ bên ngoài thì quý bạn thấy đấy ạ, một chiếc xe rất là đẹp, rất là cứng cáp vì chiếc xe mới lăn bánh có 9 vạn km thôi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất bên trong cũng như là về cái phần option của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý bạn cùng xem này. Toàn bộ những cái phần keo chỉ của cánh cửa đây quý bạn này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản quý bạn nhé, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này, tắp bi cánh cửa này còn rất là mới này. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính quý bạn nhé, cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, xe cũng đã được trang bị sẵn là bộ ghế da nguyên bản này,
Đấy, bộ ghế da này. Phía bên dưới là cũng đã được chủ xe lót sàn da này. Đấy, đây là cái trải sàn da này, chủ xe đã làm sẵn rồi. Và bên trên này thì xe cũng đã được trang bị sẵn cửa sổ nóc này. Vô lăng, cần số tay phanh đây các bạn nhá. Chiếc xe này lăn bánh được chính xác trên đồng hồ là 8.7 rồi. 8.7 rồi các bạn nhá. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước, à phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên lái này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Táp bi cánh cửa này rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Nội thất đằng sau này đều rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, đẹp từ cái bộ ghế cho đến những cái phần nỉ trần đều rất là mới này. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option. Tôi sẽ bật điện lên cho các bạn cùng xem nhé. Xe cũng đã được trang bị sẵn này, khóa thông minh này. Đấy, tôi đã bật điện lên cho quý bạn cùng xem rồi. Này là cái đồng hồ công tơ mét này, 8.7 này. Toàn bộ vô lăng được bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, và khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đầu DVD, màn hình, camera lùi đầy đủ các bạn nhé. Đấy. Riêng về những chiếc xe của Hàn Quốc, đặc biệt là chiếc xe Kia thì option thì không bao giờ làm cho người Việt Nam thất vọng đâu ạ. Option thì rất là nhiều các bạn ạ. Với điều hòa tự động rồi các bạn nhé. Điều hòa tự động này. Gương chiếu hậu chống chói này. Cửa sổ nóc này. Đấy, quý vị bạn xem là rất nhiều option. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm cái camera hành trình quý vị bạn nhé. Camera hành trình đầy đủ rồi. Rất là đẹp, rất là mới này. Đẹp từ phần táp bi cánh cửa này cho đến những cái phần táp lô này. Đấy, táp lô, táp bi đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tạm thời thì tôi lại tắt cái điện của chiếc xe này đi. Tôi sẽ ra ngoài, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về những cái phần còn lại của chiếc xe các bạn nhé. Đây là về cái phần cốp sau của chiếc xe. Toàn bộ những cái phần chỉ ở trên cái cốp sau này thì quý bạn thấy đây ạ. Chỉ này cũng là chỉ nguyên bản hết của xe nhé quý bạn nhé. Chỉ nguyên bản của xe luôn này. Chỉ nguyên bản của xe rồi các bạn ạ. Đấy, cái những cái phần đầu và phần đuôi thì quý vị các bạn cũng xem kỹ cho tôi. Vì đi mua xe là cứ phải xem kỹ phần đuôi nhé. Và phần đầu, phần đầu, phần đuôi bao giờ cũng sẽ bị đâm đụng va chạm nhiều hơn các bạn nhé. Đấy, cái phần cốp. Với những chiếc xe sedan thì bao giờ cái phần dung tích của cái cốp sau nó sẽ rộng hơn, chứa được nhiều đồ hơn quý vị các bạn nhé. Đấy, phía bên dưới này, lốp sơ cua. Lốp sơ cua của chiếc xe đây các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì ở cái phía sau này đâu. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên này. Táp bi cánh cửa này. Còn rất đẹp, rất mới luôn quý bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Phía trước cũng được bấm tay để mở cửa trên cánh cửa quý bạn nhé. Keo chỉ này, keo chỉ ở trên cánh cửa này còn nguyên bản này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào quý vị và các bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào. Táp bi cánh cửa đây, thưa với quý vị và các bạn, táp bi cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Nhìn từ bên ngoài, nhìn vào từ những cái phần táp bi cho đến táp lô của xe này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Forte 2013 này là một cái khối động cơ xăng
động cơ DOHC với dung tích 1.6 lít quý vị bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động. Đấy. Và cái điều đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở cái động cơ này là nó còn nguyên bản này, nguyên bản từ những cái ốc chân máy này, để các bạn xem này, những cái ốc chân máy này chưa có vết tháo các bạn nhé, ốc chân máy này còn nguyên hết này. Đấy, tôi quay thật sát lại để quý bạn xem này, ốc chân máy này chưa có một cái ốc nào bị tháo ra này, đến ốc mặt máy này còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì cũng rất là đẹp, chúng tôi mua về là chúng tôi cũng không phải dọn dẹp gì kỹ đâu, chỉ có lau dọn qua một chút thôi là tôi đem ra đây tôi quay giới thiệu để bán cho quý vị và các bạn nhé. Và đây là những cái phần ốc cabo. Đấy, ốc cabo đây các bạn nhé, keo chỉ cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý bạn ạ. Đây là những cái phần xương đầu quý bạn này. Thưa mới quý vị và các bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Forte 2013 đăng ký năm 2014, tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 9 vạn km rồi các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 350 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.